Anh nó hết pin rồi. Nếu mà thế giới này hết pin rồi, lấy bao gặp bao nhiêu đàn ông cũng được phép lấy làm chồng em. Đấy. Em lấy bao 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 nhiêu người chồng? Khoảng bao nhiêu người? Như anh chứ nói là 10 người. Ít thế nhá. Cả thế giới này cơ mà. Em nhưng mà là những người đẹp trai cơ. Tại sao em lại giận anh? Phải. Thì đoán đi, chắc hay là lẻ. Phải. Phải. Em không phải là con người. Mà em là một thiên thần. Thế là. Hết điện rồi. Bây giờ hết điện rồi em có thể đứng dậy với mọi người. Lúc mà có điện thì em chui đây một mình. À. Hết điện rồi. Quá đáng. Nhìn đẹp đấy. Coi như kiểu cho màu vào ấy. Để xem em rút tài không, bắt đầu. Rút, không rút đâu. Anh bảo rút là rút nhờ, một hai ba. Ui, hội giày đẹp thế. Khoe giày phải. Khoe giày Từ khi em đi cái đôi giày này chưa thấy con lợn nào chạy qua đây cả. Chân đẹp thế. Cái tất đen của em là mua ở chợ này à, Hoa? Hay là đặt trên mạng ấy? Mua chợ. 15.000 hay là bao nhiêu? 15.000 chắc là 2 đô chứ cái này. Đây là chỗ của người khác rồi, Lực ơi. Đây là chỗ của người khác rồi. Ta đố mày để cho Hoa nói chuyện để có biết mày đấy. À. Thì mày có, mày hỏi Hoa có trả lời đâu? Hoa trắng tinh như con ma. Nó vẫn còn nhưng mà nó nhảy. Nó hít thường nó lại khóc. Xinh như thế kia chỉ có thể là yêu quái. Yêu quái. Kéo vào đây anh, cho vào đây. Tí giặt. Mời người đẹp vào trong này ạ. Chúng tôi phỏng vấn. Chúng tôi phỏng vấn. Tại sao em lại có mắt ở đây? Tại sao em lại cứ chê thế? Nhà cũng bỏ rút này đi chơi. Trả lời nhanh còn kịp. Sao em cứ lượn lờ trước mặt bọn anh? Tại vì có nhỉ? Anh. Sao em? Tại vì có anh ở đây. Anh nào? Anh Lực đang nằm đây này. Anh vừa anh Lực. Anh hứa. Kiểu thôi anh lên ném cái máy này đi ra ngoài ruộng. Trời ơi, em tưởng anh là anh Lực quên mất. Ô thế anh đẹp trai bằng anh Lực rồi á? Hả? Bắt đầu chưa? Bây giờ chuẩn bị thôi. 5 phút đây. Vừa cứ xin. Xin 5 phút đây. Xin 5 phút để ngắm Hân với Hoa đấy. Hân với Hoa không biết là các bạn ấy chọn em nào. Mình nói là đấy. Chọn ai nhỉ? Nếu mà là anh sẽ không chọn ai, anh sẽ chọn cả hai. Nháy mắt đấy, chụp chụp ấy. Mở đó, to, mở to, căng phát. Căng, ôi, đẹp thế. Môi chú chim đấy. Hãy chấp nhận sự thật đấy đi. Bà cứ ngồi, bà hóng. Nào. Yeah. Đến Hoa nhá. Đến Hoa. Tất cảnh phân tích từng con tế bào. Đừng tát anh nhá, anh thề máy. Đừng tát anh lấy, cùng với anh tát xong. Đúng rồi, nhai rất đẹp. Anh sẽ quay chậm cái đoạn nhai của em. Hơn em có thể quay một phát. Yeah. Thế. Lý do vì sao mà những nốt mụn. Anh đi tán gái, tán kiểu này á. Em đẹp lắm. Anh phải chuẩn bị đỡ ở giữa này. Đỡ này. Nguy hiểm lắm. Hoa làm gì nữa. Cầm cái muôi múc canh á. Che nó vào. Có sao? Nhớ sân này thì nhớ rồng câu luôn à. Ơ Hoa em thở vào mũi. Kiều kiều rồng câu. Có rồng câu thì. Bình thường ấy. Anh ngồi rất ngủ cái. Cũng nhả cò. Bình thường em thở vào mũi như thằng bồ. Ở cũng người bông. Ờ, đến giờ mà không biết cậu đấy á? Im lặng rồi sao mà anh hiểu được? Anh yêu em, anh thích em. Dùng cậu là cũng không biết à? Hân dung thể à? Cậu dung thể à? Dung cậu thể. Câu của Hân là anh yêu em nhiều lắm. Yêu mà. Ừ. Yêu cả anh hưởng nữa. Yêu cả anh hưởng nữa. Thế bây giờ Hân. Bây giờ anh bọn anh ở đây em chọn đi, chọn anh.
Em có thể nói lại cái giọng Việt Donald lên được không? Đúng rồi. Nói lại. Nếu có ảnh hưởng nữa. Đúng rồi, nói lại đi. À, cái gì? Em chỉ nói từ bon thôi nào, bon. Bon. Từ gì vậy? Bon. Vẫn thích cô gái người Tây hơn. Mấy con ngao này, một em bật lên nó quay này. Nhưng mà nó hết pin. Đấy. Nếu mà thế giới này hết pin rồi. Lấy bao gặp bao nhiêu đàn ông cũng được phép lấy làm chồng em. Đấy. Em lấy bao nhiêu người chồng? Khoảng bao nhiêu người? Như anh với nó là 10 người. Ít thế nhá. Cả thế giới này cơ mà. Em nhưng mà là những người đẹp trai cơ. Ví dụ như anh hưởng còn được nhỉ? Anh thì gần được thôi. Trời ơi. Gần được là có cửa rồi đấy. À có cửa rồi. Nhưng mà phải khéo nhỉ. Phải biết. Liệu anh có suất nào không? Vương hồng ngày xưa đã ua ta. Liệu anh em, có suất nào trong đấy em, không? Em bảo với anh Vương là anh có biết anh thác cái nhà gì không? Anh không có cửa. Hả? À, liệu anh có suất nào trong đấy không? Suất trong 10 người đấy không? Anh hưởng là gần có rồi. Anh có suất nào không? Như là anh là... Hân đấy. Có phải đâu. Không phải. Hôm qua phải. Anh đi thông qua mà. Người yêu ở cạnh đấy à? Chẳng đúng rồi, đúng rồi, chăn điểm lên mà đây Hân. Hân ơi. Còn chưa trả lời anh mà. Không, mình kéo ngược ấy. Đúng rồi, ngược được mà. Không được. Kéo được một tí thôi. Kéo một đoạn ngắn rồi. Hân. Nói lại từ... Này, đang nghe lúc nãy phải thuê cái... Nói lại cho anh xin một tí bon được không? Bon nói tức khoát là 1, 2, 3 bờ o n on bon 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 Hân ơi, Hân trả lời cho anh câu vừa nãy là anh liệu anh có xuất một trong 10 người đấy không? Chắc có. Chịu, có gì? Chắc có. Có hay chắc có thôi? Có. Mẹ kiếp thế. Thế là đủ rồi. Thế là đủ rồi, anh đi chết ơi. Từ từ trả lời lại, anh vừa toán từ mẹ kiếp sợ. Tí người ta chỉ anh chết đấy. Trả lời lại cho vui. Trả lời lại câu đấy, sửa lại câu đấy nhá. Bởi vì liên quan đến câu mẹ kiếp của anh không được. Thế nào em đi, em xóa chú ấy. Anh coi. Em có thể lắp cái để mọi người nhìn được không? 1, 2, 3 Quay mạnh vào. Mạnh vào. Tâm hợp bác vào thì anh ấy cảm anh thấy... quay nào. Em ở đây. Quay đi. Anh bảo anh này, bây giờ em nên về nhà tầm bổ dinh dưỡng, thức ăn, sữa các thứ. Để làm cho, bây giờ em đang tuổi lớn, cho cao, em chỉ cao lên một chút xíu nữa thế này thì thôi. Nó là hoàn hảo không? Hiểu không? Thế thì anh có một cái loại thuốc để đâm một phát vào chỗ. Thì anh mới kéo. Nhồi em chỉ cần cao lên một tí nữa là ok. Không, nhồi thịt theo kiểu người ta tiêm, người ta hút mỡ rồi. Một bữa em ăn mấy chục bát cơm, em ơi. Có thể nói là em Hân này có một làn da châu Á, má châu Phi, dáng đi Ả Rập. Phá đường tàu. Anh xin lỗi nha. Thôi khả năng là anh trêu thôi. Một phát là em mới xuống tinh thần luôn. Khả năng là bây giờ chưa bố trí làm nhỉ. Thôi cố làm đi. Em có thể điên rồi, nhanh lên hai tay để làm cái đích. Chưa chọn một lô nữa nha.